Em không muốn chia tay. Anh nói đi, tại sao anh lại muốn chia tay với em? Mình hết yêu nhau rồi đó, hãy buông tha cho nhau đi. Anh định bỏ em đi thật sao? Đương nhiên, tại vì ở bên cô tôi không có tương lai. Tương lai? Tương lai chúng ta có thể cùng nhau xây dựng được mà. Đến bao giờ? 5 năm? 10 năm? Hay là 20 năm? Nếu như em và anh cùng cố gắng, em tin là sẽ nhanh thôi. Nhưng mà ở bên tôi ấy thì ngày không cần phải cố gắng. Cô là ai? Là người yêu mới của tôi đấy. Không, không thể nói như vậy được. Sao lại không thể như vậy được? Cô nhìn lại mình đi. Cô có gì? Tiền tài cũng không, nhan sắc cũng không, danh vọng cũng không. Còn cô ấy? Cô ấy có tất cả. Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy. Còn nhiều điều mà cô phải bất ngờ lắm. Anh yêu, chúng ta đi thôi. Anh Thịnh, anh hãy suy nghĩ lại đi. Thôi, không cần phải suy nghĩ gì cả. Bây giờ tôi tìm được hạnh phúc mới rồi. Chúc cô hạnh phúc nha. Tạm biệt cô. Thời buổi này không còn một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu. Đồ nhà quê ạ. Mời vào. Thưa chủ tịch, chị ký vào bản báo cáo này giúp em với ạ. Công tác trao học bổng và làm từ thiện của chúng ta đến đâu rồi? Vẫn đang tiến triển rất tốt chị ạ. Được, cậu hãy chú ý vào công tác này một chút. Tuy là chúng ta đang đi giúp người khác, nhưng cũng chính là giúp chúng ta đấy. Em hiểu mà. Ngoài công tác trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, chúng ta vẫn đang tiếp tục chương trình phát cơm cho người nghèo ạ. Tốt lắm. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để xuống khảo sát một buổi. Mọi người mà nghe được chắc sẽ vui lắm đấy ạ. Mà cũng sắp đến giờ hẹn rồi, chắc là đối tác sắp đến rồi đấy. Em đã cho người đứng dưới sảnh đợi rồi ạ. Về phòng làm việc đi. Dạ vâng ạ. Sao lại là cô? Giới thiệu với cô, đây là chủ tịch bên tôi. Cái gì cơ? Cô ta là chủ tịch của FVM á? Cô ta là sao? Cô cần tôi giới thiệu lại không? Không cần đâu, tôi và cô ấy đã quen nhau từ trước rồi. Anh ra ngoài trước đi. Dạ vâng ạ, tôi xin phép. Đã lâu không gặp, nhìn cô khác nhiều quá. Các người lừa tôi đúng không? Tại sao cô có thể là chủ tịch của FVM được? Tại sao không? Cô đã quá quen với hình ảnh của một cô gái hiền dịu dễ bị bắt nạt rồi à? Tôi... Mà thôi, chúng ta dừng những chuyện cá nhân lại ở đây đi. Vài việc chính. Đây là cái hệ dự án do công ty tôi đã triển khai. Tôi không phục cô thật đấy. Đối diện với người đã từng sỉ nhục và coi thường mình, vậy mà vẫn bình chân như vậy. Thế cô bảo tôi luôn luôn phải mang cái nỗi uất hận ở trong người để chờ cơ hội xả ra à? Bản kế hoạch này tôi thấy không được ổn cho lắm. Nhưng mà không sao, tôi vẫn sẽ cho cô một cơ hội. Tại sao? Vì tôi biết năng lực của cô và của công ty cô. Hơn nữa, dự án này không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn có ý nghĩa cộng đồng nữa, cô hiểu chứ? Thôi, hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện đến đây thôi. Tôi sẽ gặp lại cô khi mà cô sẵn sàng cho dự án. Chủ tịch, cảm ơn chị đã chiếu cố. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tốt lắm. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói. Tôi và anh ta đã chia tay lâu rồi. Vậy à?
Cũng do anh ta chơi bời, dẫn tới nợ nần, sau đó bị dân xã hội tìm tới, nên phải bỏ trốn đi nơi khác. Tại sao cô không cứu anh ta? Cứu bằng cách nào chứ? Tôi đã khuyên bảo anh ta rất nhiều lần rồi, nhưng mà anh ta không chịu nghe. Chủ tịch, tới rồi ạ. Để em đi gọi quản lý khu vực này. Không cần đâu, cậu cứ về công ty trước đi, để tôi ở lại đây một mình. Nhưng mà... Không sao đâu. Tao đánh mày bao nhiêu lần rồi mà mày không chịu chừa à? Hả? Anh, em đói quá. Này, đói này, đói. Dừng lại, anh làm cái gì vậy? Mày không nhìn thấy sao còn hỏi? Nó dám ăn cắp đồ của tao đấy. Anh ta ăn cắp cái gì chứ? Anh phát cơm từ thiện cơ mà. Đúng, tao phát cơm từ thiện, nhưng mà phát cơm từ thiện cho người khốn khổ, chứ không phải cái loại có cô hồn các đảng như đó. Anh ấy chỉ sai khi anh ấy lấy mà không xin phép. Anh có thể dùng cách khác nói chuyện đàng hoàng được mà. Đâu phải lúc nào cũng phải dùng bạo lực như vậy đâu. Mày là cái thá gì mà dám xét vào chuyện của tao? Tôi chẳng là ai cả, nhưng mà thấy chuyện bất bình thì tôi nói thôi. Nếu không biết gì thì câm và cút, đừng để tao giận, nghe chưa? Tôi thật không ngờ là FVM lại có loại nhân viên như anh đấy. Em có sao không? Tôi không sao. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì điều gì? Xin lỗi vì anh không tốt, anh không thể lo cho em được. 5 năm trước anh đã hèn hạ bỏ đi, 5 năm sau anh cũng vẫn hèn hạ như vậy, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi thôi à? Anh xin lỗi. Em đừng buồn nữa. Tôi không buồn vì anh. Tôi buồn vì những kỷ niệm không đáng có đã xảy ra với anh. Thôi bỏ đi. Anh định sống mãi như vậy à? Cuộc đời anh còn cái gì nữa đâu chứ. Không còn gì để mắc nữa cả. Lúc nào anh cũng bất tài, vô dụng, lợi dụng người khác để tư lợi cho bản thân mình. Anh rất là sai. Anh sai rất nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ anh không biết bắt đầu từ đâu cả. Chẳng phải khi anh rời bỏ tôi, tôi còn thảm hại hơn anh bây giờ hay sao? Anh làm gì có ai cho không ai cái gì. Nhưng anh tin em sẽ cho anh một cơ hội. Dương à, em tha lỗi cho anh nhé. Anh biết sai rồi. Bây giờ anh sẽ bằng mọi cách anh làm lại từ đầu. Anh sẽ không sai nữa. Em bỏ qua cho anh nhé. Anh hứa anh sẽ làm lại từ đầu. Em bỏ qua cho anh nha. Ngồi lại lên ghế đi. Em tha cho anh đi, rồi anh mới dám ngồi. Anh cứ ngồi lên ghế đi. Cậu đang ở đâu đấy? Dạ, em chào anh ạ. Sao anh xuống không báo trước với em để em tiếp đón ạ? Quản lý của cậu đâu? Dạ, anh ấy... À, anh ấy đang bận đi công tác ạ. Vậy thì giờ ai điều hành ở đây? À, dạ, tạm thời là em điều hành ở đây ạ. Tốt lắm, tôi có lời khen cho cậu. Dạ, em cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết mình vì công ty ạ. Lời khen cho cậu là có hành vi lăng mạ xúc phạm chủ tịch. Chủ tịch ạ? Ôi, anh ơi, em có 10 cái mạng.
em cũng không dám làm vậy đâu ạ. Chắc là có ai đặt điều cho em thôi ạ. Nếu như lời cậu nói là tôi đặt điều cho cậu à? Cái gì cơ? Sao có chuyện như vậy được? Sao? Anh bất ngờ lắm à? Chủ tịch ơi, chắc là có hiểu lầm gì ở đây thôi ạ. Tôi hiểu cách nói chuyện của cậu mà. Chị ơi, em xin lỗi ạ. Nếu em biết chị là chủ tịch thì em không dám làm vậy đâu ạ. Là tôi hay là ai đi chăng nữa thì cũng như vậy cả thôi. Chính vì những người như cậu ấy đang làm xấu hình ảnh của công ty đi đấy. Chúng ta đang thực hiện chiến dịch giúp đỡ mọi người, giúp ích cho xã hội. Vậy mà lại có một số thành phần như cậu làm xấu đi hình ảnh của công ty. Chị ơi, em biết lỗi của em rồi ạ. Em sẽ kiểm điểm lại bản thân mình ạ. Mong chị bỏ qua cho em ạ. Cậu biết anh này, trường hợp này xử lý như thế nào ấy, toàn quyền quyết định ở cậu. Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Dạ vâng ạ. Cậu mau viết đơn xin thôi việc đi. Công ty của chúng tôi không có nhân viên như cậu. Em cao tay thật đó. Anh không ngờ kế hoạch của em lại thành công như vậy. Vậy hóa ra ngay từ đầu anh không tin tưởng vào kế hoạch của em. Cái đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa đâu em. Vậy thì bước tiếp theo anh biết mình phải làm gì rồi đấy. Anh biết chứ. Bước tiếp theo là anh luôn sát cánh cô ta cho đến khi công ty thay tên đổi họ. Đúng là người yêu của em, thông minh thật đấy. Người yêu của em mà. Anh đâu có ngu đâu. Với lại bây giờ mâm cỗ đã bày ra sẵn rồi. Chỉ có việc ăn thôi đó. Mà ăn không được nữa đó thì sống làm gì em ơi. Nhưng mà anh phải thật cẩn thận với các bước tiếp theo đấy. Anh biết rồi. Nhưng mà cũng có cái anh chưa hiểu em à. Là cái hồ sơ mật đó hả? Đúng rồi. Trong hồ sơ mật đó nắm giữ rất chi tiết tình hình của công ty. Nếu như cái đấy rơi vào tay đối thủ thì chắc chắn công ty sẽ phá sản. Được thôi. Vì tương lai của chúng ta đó, anh sẽ cưa sừng lòng ngá. Vào đi. Chủ tịch. Chủ tịch ký giúp tôi bản kế hoạch này phải không? Anh đã quen với công việc ở đây chưa? Lúc trước tôi có đào tạo rồi nên cũng không có gì khó ạ. Ngày mai sẽ có cuộc họp với công ty Vivu. Mong rằng anh sẽ thể hiện tốt. Vivu sao? Đúng vậy. Có vấn đề gì không? Dạ không, công việc mà chủ tịch. Tốt lắm. Nếu như không còn việc gì nữa ấy, thì anh về phòng làm việc đi. Dạ. Tôi xin lỗi. Không sao. Anh về phòng làm việc đi. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Anh nhớ cuộc họp ngày mai nhé. Dạ. Xin lỗi chủ tịch, tôi tới muộn. Mọi người đã đến hết rồi thì vào chỗ ngồi đi, chúng ta vào công việc luôn. Trước khi vào công việc, tôi có thứ này muốn cho chị xem. Tại sao cô lại có tài liệu này? Tại sao tôi có, bây giờ không quan trọng. Nếu như tài liệu này bị lộ ra bên ngoài thì chỉ trong vòng 3 ngày thôi, FM sẽ sụp đổ. Cô muốn gì? Tôi muốn gì à? Tôi nghĩ chiếc ghế mà chị đang ngồi đã lúc thay tên đổi chủ rồi đấy. Đúng là nhân từ với kẻ thù là hại chết chính mình. Uổng công tôi đã cho cô cơ hội,
để bây giờ cô quay lại đây hại chính tôi. Dương à, thương em quá à. Sau bao nhiêu năm đó, em cũng chỉ là một cô thôn nữ bị người khác lừa dối rồi bỏ thôi. Các người đúng là hết thuốc chữa, chỉ vì danh lợi mà không từ mọi thủ đoạn. Không cần nói nhiều nữa đâu, đây là hợp đồng sang nhượng, ký vào đi. Cô nghĩ đây là cái chợ hay sao? Mà cô thích ra thì ra, thích vào thì vào. Đây là công ty. Tốt nhất là đừng có cứng đầu nữa. Bản hợp đồng này đã nằm trong tay tôi rồi, nếu không muốn trắng tay ấy, thì ký vào đi. Cô tưởng là một cái hợp đồng quan trọng như vậy mà có thể dễ dàng rơi vào tay của anh Thịnh như vậy sao? Đây, mọi người xem đi. Âm mưu của hai người đã bị tôi phát giác từ rất lâu rồi. Người yêu của em mà, anh đâu có ngu đâu. Với lại bây giờ mâm cỗ đã bày ra sẵn rồi, chỉ có việc ăn thôi đó. Mà ăn không được nữa thì sống làm gì em ơi. Nhưng mà anh phải thật cẩn thận với các bước tiếp theo đấy. Anh biết rồi, nhưng mà cũng có cái anh chưa hiểu em à. Là cái hồ sơ mật đó hả? Đúng rồi. Trong hồ sơ mật đó nắm giữ rất chi tiết tình hình của công ty. Nếu như cái đấy rơi vào tay đối thủ thì chắc chắn công ty sẽ phá sản. Được thôi, vì tương lai của chúng ta đó, anh sẽ cưa sừng lòng ngá. Chủ tịch không muốn tố cáo hai người vì muốn cho hai người một cơ hội sống. Nhưng mà thật không ngờ, cáo vẫn là cáo, không thể thành người được. Chủ tịch, tôi không biết gì hết. Tất cả mọi chuyện đều là hắn ta xúi giục tôi. Chị phải tin tôi. Tôi lấy gì để tin cô đây? Bây giờ ranh giới giữa thất bại và thành công ấy nó gần nhau lắm. Cô đừng cố gắng chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình nữa. Nó chỉ khiến cô càng lún sâu vào vòng xoáy danh vọng mà thôi. Dương à, anh biết sai rồi. Anh thật sự ngu ngốc khi nghe theo lời của cô ta. Anh hứa, anh sẽ thay đổi. Anh không bao giờ như thế nữa đâu. Nếu tôi vẫn là cô gái của ngày xưa ấy, thì tôi vẫn nghe theo lời anh một cách không có điều kiện, không cần biết đến kết quả. Nhưng xin lỗi, bây giờ tôi đã khác rồi. Anh không xứng đáng.